anh ăn trái cây nè. Để đi xíu xíu anh ăn. Trời ơi, làm cái gì vậy? Đó, đi qua nhà tao chơi làm khách đi, đi lên nghỉ ngơi đi, bị đặt làm việc nhà này nọ nữa làm chi vậy hả? Con này thì tao cũng mới từ nước ngoài về, chưa có chỗ ở, xin qua ở kiếm này mấy bữa ngại cũng chết vậy đó. Mấy cái này để tao làm cho, không có sao đâu. Có gì đâu ngại, nói chuyện vậy tao mới giận á. Bạn bè chơi chung với nhau từ lúc mà cởi trường tắm mưa tới giờ. Bây giờ mày về đây nè, mày không có kiếm được nhà kịp thì cứ ở nhà tao thôi. Nhà mình còn dư phòng mà đúng không? Với không lẽ là tao tiếc với mày. Vợ anh nói đúng rồi đó. Công việc nhà cứ để anh phụ vợ anh. Còn em ở nước ngoài về đi đường xá xa xôi. Bây giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe được rồi. Hai người đó, cả vợ cả chồng luôn, tốt quá à. Coi chừng mai mốt tao dựa giảm luôn á nha. Nè, mà nói nghe nè. Bây giờ á, tao đâu có còn độc thân nữa đâu. Mày có qua nhà tao á, ăn mặc kín đáo vô. Chứ để ăn mặc gì, kỳ lắm hiểu không? Trời đất ơi, cái con này, mày bị sao vậy? Thôi buổi bây giờ người ta bận gì không à, tao ở bển tao bận gì có ai nói gì đâu. Cái này là tại mày, mày lú à, mày bận. Nè, đó, đó, nhìn đi. Sao mà kính cổng cao tường vậy nè. Bữa nào rảnh tao dắt mày đi shopping, tao mua cho mày mấy bộ đồ thật là sexy, ok không? Ok. À, tao có nấu mấy món cực kỳ ngon luôn. Hôm nay mình phải nhậu thật là say. Ừ đúng rồi đó. Ngày mai cuối tuần mà anh cũng đi làm. Bữa nay tụi mình chơi bữa cho đã đi. Ok. Vậy à, mày đi xuống bếp chuẩn bị trước đi. Tao lên thay đồ xong rồi tao xuống phụ mày ha. Ok, để tao. Chờ chút nha. Công nhận, lâu ngày mới được đi du lịch ở Việt Nam. Thích ghê á, đã về ổng shopping cho mình. Quá trời đồ đẹp luôn. Dễ thương quá à. Xíu nữa vô phải chụp hình thật là nhiều. Em, hồi nãy anh đã nói rồi, em ngồi bên đường đợi anh chút xíu. Để anh vô nhà trước, em vô sau mà. Bây giờ hai đứa mình vô chung lẫn vợ nó phát hiện sao? Anh bị sao vậy? Anh mở cửa lẹ đi. Con vợ anh nó kêu là nó đi công tác một tuần mới về mà anh lo cái gì. Nó không có nhà đâu, nhanh lên. Nhanh lên đi, em muốn thử đồ nè. Quá trời đồ đẹp. Em mở cửa vô. Trời ơi, cái này xinh quá nè. Kỹ ta. Nhanh đi, nắng quá nè. Nó có từ khóa nhét không vô này nè. Quay. Hai người làm gì đứng sớ đớ trước nhà của tôi vậy? Ăn trộm hả? Mình còn tỉnh táo để nói chuyện không? Nhà này là nhà của tôi, của vợ chồng tôi. Tự nhiên nó ăn trộm sao ba? Nhà này là nhà của tôi. Cái chìa khóa anh mở đâu có được đâu. Chìa khóa này mới được nè. Cái gì vậy anh kia? Nhà nào là nhà anh? Tôi nói cho anh biết, nhà này là nhà con Trâm với chồng nó nè. Con Trâm là bạn thân của tôi. Không lẽ bạn thân mà không nói cho tôi biết? Đúng rồi. Cô vậy chắc là vợ mới của anh đây hả? Chứ bạn thân gì ôm xà nẹo kìa vậy? Bạn thân thì tôi với nó thân thì tôi với chồng nó cũng thân thôi, có gì đâu. Đúng rồi, chị em mà, bạn bè thôi. Nhưng mà anh lừa đảo đúng không? Lừa đảo hay không á thì xem giấy tờ nhà đất đi sẽ rõ thôi. Cô Trâm sang tên hết cho tôi rồi đó. Còn đây nữa, mấy tấm hình này á, cô Trâm nhờ tôi đưa cho hai người. Tôi nói cho hai người biết nha, nhà này là nhà của tôi. Đứng sớ đó đây nữa, tôi gọi công an bắt ráng chịu. Là con Trâm nó biết em với anh qua lại hả? Giờ sao? Sao ta bây giờ phải... Thì cái đó là cái giá mà hai người phải trả. Ai chà. Hết nổi rồi. Em... Trời đi, vợ bữa nay chơi thoải mái với bạn. Mất anh uống. Trời đi, lâu lâu chồng cho chơi bữa mà. Chơi đại. Vậy, mày phải dậy mày uống với tao, nhanh lên.
Tính dùng thuốc giảm đau đầu, không ngờ lại gặp thứ khiến tao còn tỉnh hơn thuốc. Tụi bay cứ tận hưởng đi, ngày tàn tụi bay sẽ không lâu đâu. Cái đồ gì đã cũ có nghĩa là nó không tốt, mà không tốt thì vứt. Anh có nhớ hồi đó thỏa thuận của hai đứa mình là gì không? Mình yêu thương nhau mình mới lấy nhau, nhưng mà nếu như một trong hai có ai ngoại tình á thì sẽ ly hôn và không được bất cứ tài sản nào hết. Bây giờ anh ra đi tay trắng, hiểu chưa? Anh đâu có ngoại tình đâu mà ra đi tay trắng. Chẳng qua là tại vì đúng rồi, tại bạn của em á có rù á, cô dụ dỗ anh chứ em nghĩ đi, chứ anh đâu phải giống như cái những gì em nghĩ đâu. Anh đâu có ngoại tình đâu mà. Vậy hả? Giờ phút này mà nói được mấy câu đó nữa hả? Anh có thấy anh khốn nạn không? Còn mày nữa, cảm ơn mày nha. Mày cho tao thấy cái tình bạn thật là cảm lạnh của mày với tao á. Tới chồng tao mà mày cũng lấy được mà. Vậy giữ cho tốt nha, giữ cho kỹ nha. Không có, không có, không có. Chăm, tao... tao xin lỗi mày nha. Mày biết mà, tao đâu có thiếu gì đàn ông đâu. Tao còn nhiều anh, còn ngon, còn hơn chồng mày nhiều nữa. Chẳng qua tao... tao thiếu thốn tạm thời thôi. Mày thôi, nói chung là tao xin lỗi, tao không có cần chồng mày, nói chung là như vậy. Tao xin phép đi trước nha. Bye, bye. Trơ trẽn. Đó. Em thấy bạn em chưa? Cô ta thiếu thốn tình cảm, rồi cô ta dụ dỗ anh chứ anh đâu có ngoại tình gì đâu. Thì em nghĩ đi, đàn ông thằng nào cũng như thằng nào, bây giờ đồ ăn mà treo trước miệng rồi đói bụng thì thằng nào cũng... Còn dám nói được mấy câu đó nữa hả? Anh cũng biết nói là con người như vậy hả? Vậy thì nó có đáng để cho anh bỏ vợ bỏ con không? Phá hoại hạnh phúc gia đình của mình không? Tôi nói cho anh biết nha, từ đây về sau tôi với anh không có liên quan gì hết. Tất cả tài sản thuộc về tôi. Anh phải ra đi tay trắng. Em, đừng mà em.